Cô vội vàng gọi ta đến điều tra ra manh mối của Ngọc Bụi rồi hả? Cũng may không phụ sứ mạng, ta đã điều tra khắp cả kinh thành tra ra Âu đại sư biết về miếng ngọc này. Thanh Lạc vẫn âm thầm điều tra về manh mối miếng ngọc bội mà mình đang nắm giữ. Chủ nhân của nó cũng ở kinh thành. Lần theo dấu vết thì phụ thân của Nam Nam sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Trong khi đó, bổn tướng quân tiếp tục điều chế thuốc tam thạch đan nhằm phục vụ cho binh sĩ của mình. Số tam thạch đan đầu tiên đã được bào chế xong rồi. Dạ, tôi đọc quyết định lần theo manh mối này. Đúng là không thể dùng nắm khỏa cái nữa. Nếu cô ta cứ muốn cản đường bổn tướng quân đây, vậy thì bổn tướng quân sẽ khiến cô ta biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Sao tin tức lại bị lộ vậy? Rõ ràng đây chỉ nói với một mình huynh mà. Huynh đã phái Mạc Huyền và trong cung điều tra rồi. Nội thị công tông đó đã bị diệt khẩu. Hắn bị cầm, biết đầu khẩu. Hạo Nhiên đừng nản lòng, huynh vẫn còn nhiều cơ hội đòi lại công bằng cho đệ. Mời quý khán giả đón xem tập 6 bộ phim Quỷ Y Thánh Thủ phát sóng lúc 20:50 ngày 17 tháng 4 năm 2024 trên kênh QRT.